Hôm nay là bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám vừa hoàn thiện xong một chiếc sập ngồi với mẫu ba bông có kích thước là 1m8 x 2m2. Quý vị nhé, đấy đây là hình ảnh tổng thể chiếc sập này, một góc máy nghiêng đây các bác. Về chi tiết hoa văn ấy thì chiếc sập này được chúng tôi chạm theo mẫu là mẫu ba bông. Có thể nhìn thấy đây là phần dạ trước của chiếc sập các bác này. Đấy. Toàn bộ đường nét thì là được đục chạm là thủ công bằng tay hết. Đấy, rất là kênh bong và chi tiết, đây các bác có thể xem đây. Ở chính giữa thì có hình ảnh là tiều phu đốn củi và ông lão đang ngồi câu cá, các bác thấy này, rất là sinh động này. Câu cá dưới cái gốc cây cổ thụ, cây tùng này. Rất là cổ thụ lâu năm này, có hai bên là có ông già vuốt râu, rất đẹp. Phía bên phải thì có hình ảnh là cây tùng và chú Tuần Lộc, hay còn gọi là Tùng Lộc đây. Đấy, bên dưới thì có cái góc bo này, chúng tôi chạm những cái chú rơi, những họa tiết ăn những cái trái nho. Còn cái phần chân này, phía đầu trên thì được chạm một chú rơi ngậm đồng tiền. Phía dưới thì là chạm một cái quả bí và cái hoa lá tây. Đấy, hoa lá tây quả bí đây. Tổng thể cái phần chân đây, cũng như là cái phần dạ phía đằng trước đây. Tôi quay cho các bác xem phần dạ phía đằng trước đây. Còn đây là hình ảnh của cái bên phần đốc nhé. Phần đốc cũng đục chạm mà cái mẫu ba khoang và yếm vén. Đấy, còn về cái phần mặt ấy thì mặt bên trên có kích thước là 1m8 x 2m2 và được làm theo làm khuôn tranh dày 10 phân, cũng như là ván mặt thì đều có thang én, thang hét, đảm bảo kỹ thuật là không bị nứt vỡ các bác nhé. Đây, tôi sẽ quay lại hình ảnh tổng thể của chiếc sập đây, một góc máy nghiêng của chiếc sập này, các bác có thể xem này. Rất đẹp, đấy, rất đẹp luôn. Đấy, chiếc sập 1m8 2m2. Còn đây là hình ảnh trực diện đấy, về cái dáng sập thì các bác có thể chiêm ngưỡng cái bộ sập mà ngồi này. Đấy, tiếp tục là cái góc máy phía bên trái để cho các bác xem một góc máy từ xa các bác nhé, rất là kỹ càng và bóng bẩy luôn. Đây các bác thấy được hình ảnh này rất là kỹ càng, chúng tôi làm hoàn thiện rất là kỹ, rất là bóng luôn. Đây tôi quay cận cảnh để các bác xem mà chiêm ngưỡng được nhé. Đấy, một lần nữa các bác là có nhu cầu thì cứ liên hệ bên cơ sở đồ gỗ Tùng Tám theo hai số điện thoại chúng tôi có để trên biển đây. Xưởng tôi có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đấy, mọi người thì liên hệ trực tiếp để đặt hàng cũng như là sở hữu bộ sản phẩm này. Hiện tại đầu năm chúng tôi đang bán rất giá rất hợp lý nhé.